Nào, anh nói đi. Anh xem cho em đi. Phúc tốt. Phúc của em tốt. Phúc tốt thì đầu hơi tê tê tí thôi. Tê là ngu hay là không phải kiểu... tê là nó nóng. Đôi khi nó chét. Nóng quá. Nhưng mà tiền nhiều lắm. Tiền tốt như này mà dòng họ là mẹ dòng họ có tiền này. Dòng họ em to nhất cái hộ xã ấy luôn. Giàu nhất xã. Họ Nguyên to nhất xã. To người có tiền đúng không? Đúng rồi. Phúc mày tốt mày không phải lo. Đời mày chả lo cái đéo. Mày không cần làm. Thằng nào cũng thích giải tán, mày thích tao tách tao làm việc nhá. Tao biết số rồi. Đéo mày ấy thích làm thích ngủ quán, thích quán là tao nhá. Quán là tao là ở đấy là mẹ là không cần làm giống ấy. Vợ ấy xinh. Bắt đầu sang năm là thay đổi cơ cấu. Thay cơ cấu thì 26 tuổi. Này. Sang năm 26. Sang năm 26, sang năm thì mày làm ăn nó nhẹ nhàng hơn. Có tiền. Bắt đầu mà bắt mày giàu lên, tao theo mày. Từ hôm nay á? Bắt đầu từ sang năm. Sang năm mới giàu, hôm nọ anh vừa bảo là năm nay em giàu. Từ mẹ, bắt đầu sang năm nha. Làm là có tiền. Nếu tao hỏi mày đây là chủ mày, đây mày cổ phần đúng không? Đúng rồi. Nhưng mày làm là sẽ giàu. Làm là được, làm là giàu. Thứ nhất, để tao phân tích, khi mày lấy vợ lên thì mới thay đổi cơ cấu, hiểu chưa? Nhìn sang bên này. Đâu? Nhìn sang Phúc. Thấy lộc tồn, hóa lộc. Lộc tồn, hóa lộc. Cơ cự. Nhìn thấy chưa? Rồi. Nhìn thấy chưa? Mẹ lắm tiền lắm. Mẹ cha là song lộc. Vận châu là song lộc. Song lộc. Úi dồi ôi. Một lộc là có tiền, lộc gì nữa. Mày bán hàng cho rẻ rẻ cho tao, mày cưới cho tao là được. Úi dồi ôi, song lộc. Mày không đời mày không phải lo. Mày nói chung là số mày không gì phải lo. Mặt âm dương. Nói chung là mặt đúng không? Không phải cười, mặt đông béo là đâm đâm chiêu chiêu kiểu đi. Mặt em thì trông đẹp trai nhưng béo là đâm chiêu thì đẹp suy tư. Đâm chiêu gì? Mày có hỏi người khác ấy, chứ hỏi người khác bảo là nhìn buồn buồn, nhiều người bảo mày buồn đúng không? Ừ. Có đúng là buồn thật thì mẹ không nói. Kể cả mày vui nhưng nhìn mặt mày lúc nào bình thường người ta có bảo mày buồn, kể cả mày có tiền. Buồn thật thì mẹ em Dương này kinh rồi. Vợ ngon, Phúc ngon. Vợ ngon. Kiểu bố mẹ đẻ thì nói chung là không hợp nhau. Không hợp nhau hay là bố mẹ đẻ không tốt lắm. Bố mẹ đẻ không hợp nhau á? Không, có điện trạch ngon vậy. Điện trạch là gì anh? Đất cát ngon, hoa sườn quả đất ngon. Đất của bố mẹ em ấy, đất mà của... đất của mày kiểu em gì có đất. Chưa có đất thì chuẩn bị có đất. Vắt sau có đất. Quan lộc là phải lương có tiền. Làm liều có tiền. Làm liều có tiền. Quan lộc là thiên lương. Thiên lương lại không kiếp cướp. Nếu có quyền bật làm liều lắm. Mày còn làm còn liều hơn cả tao. Em nó làm gì mà liều. Em không còn tao còn mày làm liệu còn tao. Tao chả làm đinh. Nếu ví dụ như thằng khác bảo mày hiền như tao mày cực kỳ ghê gớm. Cực kỳ gấu. Thì đạo mày giống giết người. Nếu thằng khác bảo ví dụ như anh nhá. Là tao ngồi dân xã hội đấy. Nó trước nó biết anh làm này. Tao bảo là không uống rượu. Nó đéo tin. Tao bảo là riêng tao mà thích đỉnh mẹ giấm xiên. Bảo cái thằng dân xã hội nó bảo mày cái tin không có tin. Anh là giấm xiên nó. Mà sao tao đéo làm gì. Nó nói thế thôi. Nhưng mà nó nhìn cái khí mạnh thế. Mày là điện mẹ vận mày là ngon đấy. Mày là điện mẹ lá số mày ác đấy. Mày là số không hưởng lộc kìa. Không có gì không tốt đâu. Xem cho cái không tốt đi. Xem không tốt gì? Xem cái gì không tốt để em còn biết. Còn lá số này cũng tốt. Điện trạch thì nói chung là hỏa linh. Linh xương đà phủ. Nói chung điện trạch thì sau này đất thì nó tốt. Nhưng nó không được phổ ngon lắm. Hiểu ý à? Cẩn thận nếu nó bị có linh này thì nó nhà cửa dễ bị xảy ra cháy. Để cháy nói chung không phải là xảy ra dễ thôi. Hiểu ý tránh phòng tránh. Lúc này tao thấy lá số mày chỉ có con lộc nó hơi bị bình thường, không đủ tốt lắm. Mà phải làm nhiều, nhanh anh thì có tiền. Mà giống tao mà kiểu làm thật là đéo có tiền. Làm liều mới có tiền. Mày làm thật là không có tiền đâu. Thì em chỉ làm thật thì em làm thật ăn giả bao giờ đâu. Không, làm trong cái thật nó phải có cái sai, nó phải sai nhiều thì mới có tiền. Không kiếp quyền mà không kiếp mà không bình. Bạn thì bình thường, bạn chơi toàn đồ gấu nhỉ. Mày đéo chơi thằng hiền rồi. Chơi toàn đồ gấu. Không chơi thằng hiền, chơi toàn đồ gấu. Bạn thì thay đổi liên tục. Nếu có tốt không thì
còn bạn nhậu thôi, còn tốt thì nhậu tốt. Em uống rượu uống bia gì đâu mà nhậu. Thằng này nếu mà quê mà không phải ở đây thì sau này sẽ về quê, không ở Hà Nội. Em phải ở đây đâu, không ở đây đi, sau chắc về quê. Sau về quê đúng không? Bao tầm bao tuổi về quê được? Không biết là tầm bao nhiêu tuổi, cái đấy không đoán được. Vì tại sao cung Thiên Di bị triệt, hiểu chưa? Thiên Di bị triệt à? Bị triệt. Hiểu chưa? Vâng. Thì mày mở cửa ra ngoài nó không được được nét lắm. Ví dụ như mà người ta mở cửa ra ngoài là thế thì mày cái môi trường ở ngoài nó bình thường thì mày cảm thấy không thích lắm. Mày ấn quang thiên quý là mày Phật độ. Phật độ á? Nghĩa là theo Phật thì Phật độ, chứ không phải đi cúng đâu. Nghĩa là Phật độ, nghĩa là cái lúc mày cảm thấy khó khăn nhất cuộc đời mày sẽ có lúc giai đoạn từ giờ đến chết biết thế đéo lúc nào đấy, phải có một giai đoạn nó cảm tưởng đéo qua được. Người lúc đấy cảm tưởng ngon là mày ấn quang thiên quý là Phật độ đấy. Ấn quang thiên quý mày có thanh long rồng, mệnh Phật độ, mệnh thiên giải, nó tăng môn thám địa, mặt nó nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, theo gì theo đến cùng, theo đến cùng á. Mày theo Phật là tốt đấy, mày theo Phật rồi, mày Phật độ mà, mày Phật độ. Nghĩa là lúc nào mà cảm thấy đi mẹ nó khó khăn nào cái gì, nói chung là có một cái bậc siêu nhiên trên nó người ta độ, chứ không phải mình đi cúng nữa mà không hết được. Phật độ, mệnh Phật độ, mộc dục, mệnh này tình dục. Nói chung tình dục quá khỏe. Tình dục quá khỏe nên mày đi mẹ không, mày mà không yêu đơ. Không yêu đơ thì tao nói thật, lúc nào mày mà nếu nào mày đầu mày đơ ấy là do cái đấy. Tao cũng tao thì không được như mày. Nhưng mà tao còn phải thi thoảng đơ là tao phải đi tìm đúng cái đấy để hết đơ, mà đúng mẹ đầu thông luôn. Mày mà không ấy nào đơ, đầu đơ hay tắm rửa, hay tắm rửa ngày nào giờ tắm. Không phải thằng nào tắm đâu, do cái người, nghĩa là cái sinh vào cái giờ đấy là cái chậu của vua. Thích tắm nhiều mới hay, là anh em ruột thì ngon. Anh em ruột ngon lắm. Hỗ trợ anh em ruột, hỗ trợ nhiều. Anh em ruột mới ngon lắm. Huynh đệ chơi thân thì tốt, chơi thân là toàn thằng giúp mày, phụ tốt. Xem mày chơi bạn hay nào. Tầm cỡ mày bạn. Mày chơi bạn được. Chơi bạn được. Bạn có sang không? Bạn sang tầm cỡ mày chơi quan hệ với những giới đàn ông, giới ngoài xã hội có sang không? Thì xét góc độ được. Sang hẳn thì đâu phải bình thường. Nghĩa là thử xem quan hệ của mày chơi với tầm cỡ như nào. Nhìn nó phát biết ngay mình có thằng rất giàu nhưng vẫn chơi với nông dân. Hiểu ý anh nói chưa? Mày còn em là nông dân thì không, chơi không phải, không phải, không phải, không phải. Được. Mày được, thấy dương vượng, quá quý lắm. Bạn tầm cỡ được, không phải là tầm cao thủ hẳn, không phải tầm ngon hẳn. Không ngon hẳn nó là tầm mẹ trên, tầm ngon hẳn là đéo chơi với thằng điện thoại. Mấy thằng điện thoại cũng là thằng nông dân nhưng đéo cũng dân. Mấy thằng điện thoại chả là nông dân thì còn đéo gì mà nào là... Và trên cái tầm đấy thì nó mới gọi có công nhận không. Đúng rồi. Đấy mày phải phân biệt như này, điện thoại vẫn là nông dân nhưng mà hiểu cho đúng cái trên cái tầm điện thoại nó khác, đúng không? Mặc dù đấy ông điện thoại nhiều tiền hoặc mấy ông sim thẻ nhiều tiền nhưng không thái vẫn là nông dân. Đó, chú ý xem. Không mày cứ tin mà xem, không tin thì tao nói cũng mở sai. Đa số được con vợ ngon, vợ phúc ngon mày. Vợ người phúc ngon luôn. Phúc ngon thì như này này. Đâu? Đời người phúc ngon thì tao mà được phúc như mày thì đi tao đéo làm mà ngủ nhà có tiền. Phúc ngon này thì đầu đéo giờ lo. Đéo giờ lo chết đói. Người mà phúc tốt thì lo cái đéo này. Tướng mạo nhìn trông được chán thì đéo cao lắm.